Để con lau cái để ướt. Bây giờ Hà đang về thăm bà nội của tụi nhỏ. Để ra ngoài vườn hái trái xoài nội. Hả? Trời ơi, có bà nào đây mà lắm. Bà nội đó. Tóc rồi gì vậy? Tóc phải trắng tươi rồi. Mọi người đang thả tim cho nội á nội. Đi vô. Dạ. Chào các cô chú đi. Dạ chào cô chú. Ủa sao thấy khác cái này là khác không? Dạ. Đúng đúng rồi, nội đang mặc áo đẹp luôn. Nhưng mà đang ảnh lắm mà. Cho nội live stream mà. Đi hái trái cây đi, ra đây hái trái cây nè. Trời ơi, già này lù khù quá rồi. Đây mà Hải. Rồi, cho mình với nội nè mấy đứa. Đang live stream hái trái cây. Chúng mình đi ra hái trái cây ba. Ra hái trái cây hả? Dạ. Chụp hình với nội xong rồi hái ha. Hôm nay về quê thăm nội. Hái lá mè. Mà hái lá mè đều và đẹp lắm. À, nội thích ở đây luôn hả? Ở đâu cũng ở hết, không biết gì ha, đừng nói vậy người ta nghe, người ta đâu ai ưa mình. Ở đâu cũng vui. Chỗ nào cũng ưa, cũng mến, cũng thương vậy thôi chứ không có nói gì gì. Chỗ kia mến, chỗ nào không mến, đừng dẹp vô đó. Rồi, mấy em chạy vòng ra sau hết rồi, mấy em giờ mê về dưới quê rồi. Giờ bây giờ mình đi ra phía sau. Chạy ra sau nó bỏ nó chạy, bốn đứa bốn hướng luôn rồi. Bốn hứa bốn ở nhà chị thứ ba của anh Hải thì bữa giờ thì nội lên nhà chị thứ ba chơi rồi đó. Ở trên đây thì rất là nhiều. Hello Du, Du có về quê không Du? Đi đây ở đây không? Thì rất là nhiều trái cây. Bây giờ mình sẽ đi anh tạt cái vườn trái cây của chị ba nhà của má ba nha. Xin đi xin đi xin đi vậy hả? Đi về đây là thích ở đây hả? Tốt buồn lại là họp với này hả? Tối ngủ được mà ngoài ngủ sớm. Đang uống sướng chơi á. Đang chừng chừng 6 giờ tối là vô phòng à. Đây giống nội quá hả nội. Ở đây nó yên tĩnh hơn sao ta? Dạ không biết sao mà. Cứ đi bộ qua con này hái lá me chơi rồi điếm xài. Rồi hơi đi liếm điếm xài đi vậy. Điếm xài mà điếm tới 20 mấy trái. Ủa tụi nó làm cái gì la dữ vậy ta? Đi ơi chết đi. Đâu hết rồi. Đi ơi Jerry, đi hái trái cây không? Đi ơi Jerry, đi hái trái cây không? Đi ra đây hái trái cây nè. Đi ơi Jerry, xin này, xin này. Ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây, ra đây, hái trái cây không? Ủa, đi ra phía sau này hái trái cây được không Dung? Nguyên một vòng dạ, luôn á, nó bỏ nó chạy luôn á. Đây, xin đi, đây. Dạ, sao nè? Má ba cho hái trái cây đi má ba. Trái cây ngoài trước á. Ở đâu? Để xuống đây con. Mio, Mio. Cái sòi này có cái băng mình ngồi trước mà. À. Rồi đây, xuống hái trái cây nè, xuống đó ba Hải dẫn luôn nè. Đi đi hái trái cây nha. Sòi nhà má ba là ngon. Dạ, có nhà hay đi chợ. Hai đứa lớn đâu? À bé em luôn. Bé đi chân không khỏi bé. Thôi nha. Ờ xuống đi chân không luôn, không bé. Không có bé. Ủa chứ mất là mất sao? Mẹ Hà sao? Thôi thôi, đi chân không đi. Thôi đi chân không đi. Đi con chó bà chuyện chó cho kìa. Kìa kìa, bà chuyện chó kìa. Wow. Nội vô đó anh nội. Quá trời bưởi luôn kìa. Wow, bưởi quá trời luôn nè. Kìa nguyên một chùm bưởi luôn kìa, quá mất trời cây bưởi luôn kìa. Chuối 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 không phải bưởi. Đây là cây chuối không phải cây bưởi. Xin đi qua đi con. Đi qua đi con. Rồi coi chừng. Rồi bây giờ hái xoài hái bưởi nè. Hái bưởi này bưởi đây được rồi. Ôi cây sake này cũng quá trời trái luôn à. Úp ơi úp ẩm em úp, tại giờ này muỗi không? Chỗ cây xài này thấp chẩm nè, quá trời trái luôn nè. Ủa cái này là cây xài Đà Lạt á chứ. Dạ nó không ạ. Đây là chị ba của anh Hải nè. Đó, em đang livestream nè.
À, đây là chị thứ ba của anh Hải nha. Nha mọi người. Mọi người thấy hình rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên livestream. Đây là chị ba của anh Hải. À, mọi người nhìn thấy anh Hải giống chị ba không? Anh Hải rất là giống chị ba với lại giống má. Ôi trời 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 trời. Nè cho con. Gần ngực con nghe con. Để đi con. Bác bà đi đây. Cha mũi đi con. Cha mũi. Mà nó đỏ chín ở trong rồi hả? Dạ. Bác bà lấy cái bao cho con. Thôi cha cha cha. Thế đang giòn giòn á Dung ơi. Cha mũi. Đây. Wow, ở dưới trên quá trời trái luôn. Rồi hết rồi, thấy không? Nó bẻ xong qua trà dưới xi măng cái đó. Rồi cho Mio trái xoài kìa. Kìa Mio lấy trái xoài đi. Mio lấy trái xoài đi. Tặng cho Mio đó. Chắc hai tay lắm. Hai tay mới nặng lắm. Hai tay luôn. Hai tay. Đi cho em xài nha. Ẩm lên. Không ấm nổi. Không ấm nổi. Cầm chặt luôn. Rồi trà đi, trà dưới đất đi. Rồi đẹp quá. Rồi trà dưới đất cho trà mũ đi. Nè, bà trà dưới đất nè. Bà trà đất mũ nó không có nhiễu nữa nha. Ai cũng nói anh Hải giống chị ba y chang. Thấy to chưa? Chị Sáu với Hải dở nè, bà Hải là cố cuốn dài đây luôn. Cuốn là wow, ủa đi nè, thấy to luôn nè. Đó. Wow. Đó. Ở đó có cuốn vậy đó, không chạy mũ đó. Nó sẽ dính cái cuốn theo. Ở đó cũng còn có mũ thôi con. Ở có mũ muốn nhiều chịu. Đó, trà mũ á, con thấy không? Thấy không? Thái Nguyễn Hữu Nhân ơi, ở dưới Mỹ Tho nãy tắm mưa vậy mới cho tụi nhỏ tắm mưa luôn em. Ở bên gì nãy giờ? Lấy ra con. Rồi đủ rồi, bốn trái đủ ăn rồi. Rồi được rồi. Rửa lại mấy trái nữa đi, ngày mai có khách lên trên nhà đó anh. Hái thêm về cho ngoại với hái thêm gửi cho ngoại trái, ngày mai có khách đãi khách luôn. Cắt là ăn liền mà đừng có dành. Ngày mai ăn. Bây giờ chị Tư dọn cháo gà nha. Có đồ nóng luôn. Dạ. Ăn miếng thôi. Ốp, ốp ăn cháo gà không ốp? Nóng ngổi luôn, có sẵn luôn, chị ba làm sẵn trưa giờ. Ừ. Đã chưa? Chị Nam gọi, chị Nam nói cho nó giả. Ủa chị Tư đó, chị Tư ở trong nhà. Tư trong nhà. Nè, cái này không có mũ nè, cái này sống hơn nè. Trời ơi, đã con mê vậy. Cái này trà. Ở như khi hên chứ khi về không chặt. Cái này làm gì con? Trà mũ đúng không? Giỏi quá. Rồi đem bịch trà vô. Coi. Bên đây à, hôm nay chị Dung hái nè. Dung hái kìa, quá trời nè. Thôi đủ rồi Dung ơi. May mà nó trời, trái này to quá. Trà này quá to luôn, có chừng mũ không? Có chừng mũ đi cuốn. Để xuống đất đi con. Trà là mũ đi. Cái da nó sần vậy nó mới là sờ già đó con. Nè, rửa đây đi con. Đi. Cho ngoại đi, để cho ngoại nha. Thôi được rồi Dung. Trái này cây này quá chị trái luôn á. Cái trái này to đùng luôn, con đưa cho khoe mẹ đi. Chơi đi, chơi đi. Rửa bà bỏ cái thùng nước. Chùi đi con, chùi đi. Ủa đây con. Cái gì bà rớt chùi vậy con? Chùi dập hết. Để bỏ thùng nước rửa. Cái trái này bà rớt vậy chắc phải ăn liền rồi. Ở đưa cho em cầm đi. Ở đây rửa đi con. Em cầm nổi không? Trơn lắm con. Thôi, đừng hái nữa, nhiều quá rồi. Được rồi chị ba ơi, đủ rồi chị ba ơi. Nhiều quá rồi chị ba. Đi lên. Cảm ơn chị ba nha. Cảm ơn má ba đi con. Đi con. Bánh mồng tơm mấy con ăn đi. Chiên cơm. Dùng chiên cho em ăn á. Cho bánh mồng tơm mở ra đi con. Giờ chụp hình hả? Giờ gọi má Tư chụp hình. Má Tư giờ sau bếp à? Dạ. Má Tư sau bếp hả? Đi vô bếp. Má Tư đừng dọn về. Đi vô bếp coi đồ ăn này. Bà nội cái mồng sao á? Nè, bà mọi bà nội khổ luôn á. Dạ con vô đây đi, con đi nội, con vô phòng nội đi. Đó. Đi đi. Đó con mời bà. Chị Tư. Đây là chị Tư của anh Hải nè. Em đang livestream. Dạ. Đây là chị Tư của anh Hải nè, mọi người nhìn xem chị Tư với anh Hải có giống nhau không nha? Giống nha. Hồi nãy chị ba là mọi người nói rất là giống rồi. Đây là chị Tư nè. Chị giống cầu lông. Chào. À, mọi người khen nhà đẹp quá. Khen nhà chị ba đẹp quá nè. Giờ các bạn có muốn coi thử cháu gà của
Ồ, cháu gà này. Đây. Gà, cháu gà. Chị phải dọn chén cái đi. Dạ, dạ. Chén cái ghế đi. Dạ. Cái ông bác. Hả? Xong mới được không? Đây rồi, má không có gà hành tiêu để mắc là ăn không? Dạ. Đó, bây giờ ta lõi gà nha. Lấy bộ trứng cho em đi. Cái bộ trứng cho em đi. Hai trứng cho em đi ghé cho bà nội. Tâm thì tao không biết. Chắc là nãy giờ không có để ý. Trời ơi, bà nội có đôi dép đẹp quá luôn rồi. Đôi này sao? Đôi này được không? Đôi này được không? Nãy cho con mượn đôi dép con đi chơi nha. Tao có đôi dép là hơi bị xuất sắc luôn á. Ôi, hồi nãy giờ con không có để ý mà ở trên live stream anh cũng để ý. Đâu, anh cũng để ý đôi dép của nội. Nó là nội mua đôi dép ở đâu mà đẹp quá. Mấy đứa này mua hay gì chứ cô có biết mẹ gì không? Ai cũng nói là bà nội mang đôi dép xinh quá. Cái này, này cưng hả? Dạ con. Má, giống không? Tồn tệ quá. Má ngồi đây, má ngồi đây ăn đi. Má ngồi đi ăn. Bớt rửa lùi nóng quá lùi bật bạc luôn. Đây đây, đi ba đang xé gà nè. Sốc quá. Trong mưa này là đứng đó nó chết luôn. Hồi nãy còn em mới cho tụi nhỏ tắm mưa trên nhà anh Sáu. Dạ. Có mưa tắm thì đã đó. Vậy đó ủa gì mẹ nó có hụt tắm mấy nhỏ chứ cả. Bà nội là má anh Hải là năm nay 93 tuổi rồi đó mọi người. 94 tuổi rồi. Ai cũng nói bà nội dễ thương quá, bà nội được khen quá trời luôn. Không bưng cái nồi này lên luôn rồi. Ai cũng khen bà nội quá trời luôn nội. Mọi người khen nội đẹp lão quá. Dạ. Mọi người khen nội quá trời luôn. Đây nè mấy bạn trong đây nè. Mấy bạn khen nội làm nội dễ thương quá. Dạ. Bây giờ nói ơi, sao khen thì... không khen cô này. Sao khen cô? Con đâu đẹp bằng nội đâu cho nên cô này khen mà sao cô này không khen? À khen cô bên đây mà không khen cô bên đây. Đúng. Hai cô này khen thì phải khen à, chứ. Khen là phải khen hai người luôn đúng không? Đúng đó mọi người thấy đúng chưa rồi. Bà nội nói là đúng tại rồi. Sao mà khen một mình nội mà không có khen Hà kìa. Chứ sao mà không khen cô khen cô này mà sao không khen cô này? À khen cô này mà không khen cô này. Thôi đó, vậy là không được nha, không được. Nội ăn đi, bây giờ nội ăn giỏi đi, mọi người còn khen nữa đó. Trời con không múc xung ngồi với tôi. Dạ, con chuẩn bị ăn kìa đó, chị Ma đang làm cho con ăn đó. Ờ, à, làm nha. Đó, đó. Má ăn trước đi. Rồi, đợi. Thôi má ăn đi, má đợi. Ăn muốn quay lên kìa. Dạ. Đợi. Ủa, con cô này chạy đi đâu có mình ha. Nè, má ăn, cầm má út con quay lên, ta khen má kìa. Ừ. Đó, rồi má ăn đi. Con có bên này rồi. Rồi, đợi ăn đi. Để thân với cô gái luôn. Để thân của mình đó. Để hai cái đùi lên kìa. Để nội như đây. Sao đi dễ xếp lên con. Rồi chồng gửi lại cho. À, không để hành tiêu về cháo cho em nha. Nha chuẩn bị ăn món gà. Gỏi gà. Ừ. Dạ mấy cái em này đi. Đó mấy đẻ đó tìm một trứng đó. Nó nói. Kệ nó mới. Rồi. Này sang nhà khác về quê mà ở lâu chắc lên ký vùng vụt luôn. Đây à, đi từ sáng đến giờ mặc hai bơ phờ đây nhỏ đang chơi đá banh ở dưới quê thì được cái là rất là sân vườn rất là thích, nhà nào cũng có sân rất là lớn nên là con nít về đây thì rất là thích. Mấy em thích ra sân chứ mấy không chịu vô nhà. Em lại giờ ngoài thích sân chơi ngoài sân, chạy lon ton ngoài sân chơi. Mèo đang làm gì kìa, mèo tưới cây kìa. Ờ, mèo tưới cây gì ngoài đó đó. Đó, chạy lon ton. Đang đá banh.
đây mát mẻ mới yên tĩnh quá. Rồi, đúng rồi. Mà trời mưa xong nó hết đấy nè. Hết ở đây rất là mát mẻ mà rất là yên tĩnh. Ở mọi người hỏi mà sáng ngủ dậy ngủ uống trà rồi đã ha. Ồ, nó nghe già dữ vậy trời. Nó nghe già quá ha. Mới sáng ngủ dậy nghe ngồi uống trà thấy nghe ông già rồi. Đúng tuổi. Mà không biết mình đứng tuổi lúc nào nhưng mình thích sáng ngủ dậy là ngồi có bình trà ngồi uống yên tĩnh, xung quanh cây cối xanh mát, bông hoa, thích này hơn là ồn ào. Vẫn thích nét quê hơn ha. Rồi, có được cái dành của em. Trả lại em đi con. Mấy em rất thích chơi ngoài vườn cây như thế này. Ở Sài Gòn thì nó chật chội, nó không có đông, nó không có rộng rãi. Ở đây thì nó, ở đây nó không khí nó trong lành, nó sạch sẽ hơn. Nãy giờ em quay nội chẳng ai cũng khen nội đẹp. Xong rồi cái em mới nói nội là mọi người khen nội đẹp. Nội mới nói chứ sao khen, có một mình nội gì không khen cô bên đây. Nội nay 93 94 lời nội bị lẫn. Hôm nay về rất là may là nội nhận ra mình. Hồi tháng trước về thì nội hỏi là ủa cậu là ai. Bởi vì lúc này lúc khác vậy đó. Nó tranh thủ nếu mà rảnh được thì cứ về thăm. Gia đình Lê Hải Minh Hà vừa mới ở nước ngoài về được có 2 hôm, hôm nay hôm thứ 3 rồi, bởi vậy về tranh thủ thăm liền. Tại vì không có thời gian, nếu mà có thời gian thì vẫn thích ngồi dưới này hơn. Về quê không? Nó về dưới này á, tốt nhất là ha, là mình sẽ tắt điện thoại luôn và không hoạt động gì hết. Là mấy đứa đang chơi. Chạy vậy. Trời ơi, dần té nè con. Ghê quá. Ở đây là nhà của chị thứ ba, là chị cả của Lý Hải. Còn đợt trước là mình, ủa, mới thức thì hồi nãy là mình Tắm mưa là nhà anh thứ sáu. Ở đây mỗi anh chị là mỗi người một nhà, có gia đình và ra riêng hết. Nhưng mà đại loại là dưới quê thì đất đai nó rộng rãi hơn thành phố. Trái cây nhiều. Ở dưới này trái cây cũng rất là nhiều. Hồi nãy vườn nhà anh Sáu cũng vậy, cũng cũng có nhiều ao nuôi cá mà mấy bé rất là thích. Đợt trước mà năm tháng trước mà Lý Hải về thì mấy bé cho cá ăn mà no bể bụng á, là nhà anh Sáu với cái vườn trái cây là nhà của chị thứ anh chị bảy. Có một bạn mới té. Ai nội ra kìa. Nội ơi, ai cũng để cái đôi dép của nội. Hồi nãy em không thấy. Xong mấy bạn mới comment luôn. Nói là nội có đôi dép xì tin quá. Đúng rồi, dép màu hường. Dép tổ ong mà màu hồng. Màu hồng. Nội mặc bộ đồ là đứng chụp với cây bông giấy ngay trước nhà là hợp luôn. Màu hồng luôn. Chết rồi. Lần sau về em phải mặc bộ đồ màu cam. Nội rất là hay quên. Nội rất thích hỏi là cậu có gia đình chưa? Cậu là con của ai? Mấy ông cụ bà cụ khỏe không? Ông bà cụ bao nhiêu tuổi rồi? Nói. Lúc nào cũng hỏi câu đó. Nội ra đây chơi nội. Có ăn đây quay phim chưa? Ở đây quay phim. Ở đây quay phim. Ai cũng khen nội đẹp hết nè. Ai cũng khen nội đẹp lão quá, dễ thương quá, nội có đôi dép đẹp quá, cho anh mượn đi chơi. Cô với mời này, này nữa mà. Dạ. Vậy mà đâu có phải gì đâu, tí cháu mà cũng. mà bỏ tôi thôi, cứ mời mà không cần tới tôi nữa thôi. Mời. Là mời. Mời làm gì? Nội là mời làm gì? Mời vô nhà hả? Dạ mời đang dùng cháu. Vô ăn cháu hả? Dạ. Tụi con nãy giờ tụi con ăn quá trời rồi, ăn sao nổi nữa. Giờ không ăn nữa hả? Ăn cháo gì mà? Không biết cháo trắng hay gì tôi không nhớ. Ăn cháo trắng hả? Ăn cháo trắng kho quẹt hay là gì? Trời ơi, giờ tôi ăn cháo gà. Ủa
Thôi đừng giận, đừng ghét tôi gì. Thầy nói đâu, có cháu ăn là mừng lắm rồi. Sao không có ăn nữa chứ. Rồi đi vô, con vô này chơi mà. Rồi, thôi để con kêu mấy tụi nhỏ nó vô ăn luôn. Nó đang chơi ngoài sân á. Nó đang thích về đây chơi với nội. Bởi vậy nên nó chưa có đói bụng. Trời đất ơi, nói vậy rồi biết nó ở đâu. Giờ về đây chơi với nội thôi, không ăn được không? Nội cho không? Chắc té ngửa luôn. Giận hả? Nội giận, nội giận. Không ăn là nội giận. Không ăn nội giận á. Thôi vô ăn nha. Tụi nó chơi xong xuôi là tụi nó vào ăn cháo ha. Đừng gì, đừng bỏ tôi thôi. Gì cũng đừng bỏ. Đừng có bỏ mà cưng nhà nữa, đừng bỏ em, đừng bỏ chú, đừng bỏ thím, ôn gì tôi nói. Đừng bỏ nội, đừng bỏ má. Đừng bỏ má nha, vậy là xong rồi. Cherry à, Cherry giống bà nội lắm nè. Cherry giống nội nè. Đâu Cherry nhìn có giống mặt nội không? Nè bà ẩm lên, bà ẩm coi chụp hình có giống nội không nha. Hai, ba. Giống nội không? Đâu rồi, nhìn đây nè nội. Giống nội không? Cô có nhìn cô giống nội không? Giống mẹ. Sao không? Chụp hình đi mới biết. Chụp hình đi mới biết. Chụp hình đi mới biết. Đang quay nè, mẹ đang quay live stream nè. Ba là giống nội, mà con là giống ba, cũng như là con giống nội thôi. Đi đi vô chứ. Dạ dạ. Nó biết đây ai không nội? Đây là ai vậy? Đâu? Đây là ai? Anh này là ai? Anh này là nói sao nó không chịu rồi nó. Ai? Sao má? Bà hỏi má chứ thằng này là ai? Má nhớ không? Nhớ gì vậy? Thầy tôi nhớ thằng chồng thôi vậy chứ tôi có biết gì tôi nói bậy rồi giờ tôi nói bậy rồi tôi phải chịu lỗi nữa hay sao ấy. Có đâu. Có tờ giấy luôn mà nãy giờ chưa. Này con trai má mà má nhớ không? Dạ. Con trai má mà. Con trai đâu? Đây. Rồi đó coi không cho chắc tôi. Giật không, giật nổi không? Ủa giật lợi không? Đi vô con té hả đi vô? Rồi. Chảy máu rồi đúng không? Nhưng mà con vẫn đi được. Giờ bây giờ có trai mà. Sao? Thôi mình đi vô ăn cháo đi. Con mới ăn cơm trứng rồi. Con ăn trứng hả? Tụi con có ăn nữa không? Có đi vô ăn à? Chơi đi vô ăn đi. Về nhà nội là phải ăn chứ. Đi vô trống không biết có còn không nếu còn. Cẩn thận bước coi chừng á nha. Nếu có còn thì ăn thôi. Rồi. Rồi hai. Rồi. Bây giờ bà nội. Nói bye bye với con nè. Bye bye mọi người đi. Nội. Bye bye. Đi vô chứ đừng bye bye. Dạ. Hello, bye bye. Thôi à, đi vô ăn đi chứ không mình phải giận. Vô chứ đừng bye bye. Bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người nha. Nổi vô dép.